Các bạn biết rằng là cái kênh TikTok hiện tại ấy, thì phát triển rất là mạnh mẽ. Hiện tại thì mỗi tháng thì có khoảng độ là trên 1 tỷ người sử dụng TikTok. Tiếp theo nữa, trung bình mỗi tháng nha anh chị em nhé. Chứ còn cái lượng user chắc chắn là nhiều hơn và lượt tải về chắc chắn nhiều hơn mà. Tiếp theo này là khi mà các bạn sử dụng kênh TikTok và cụ thể là xây dựng kênh TikTok cá nhân ấy, thì các bạn sẽ khai thác được cái tiềm năng cá nhân của mình rất là tốt. Tại vì là hầu như chúng ta ở đây đều có điểm mạnh riêng đúng không ạ? Có bạn thì làm những clip rất là vui này, có bạn có thể chia sẻ về chủ đề gia đình rất là tốt này, có bạn chia sẻ về lifestyle rất là tốt này, có bạn chia sẻ về ăn uống, có bạn chia sẻ về thời trang, có bạn chia sẻ về marketing bán hàng, có bạn chia sẻ về tâm linh, có bạn chia sẻ về hạnh phúc gia đình vân vân. Có rất nhiều chủ đề khác nhau và có một nguyên tắc rằng là khi mà chúng ta đã thực hành cái sản phẩm dịch vụ đấy hay thực hành tìm hiểu về cái ngành nghề nào đấy mà chúng ta có thời gian làm việc trên 10.000 giờ thì chúng ta sẽ là chuyên gia trong cái lĩnh vực đấy. Và bình thường ấy thì chúng ta chỉ có thể chia sẻ làm cho bạn bè chúng ta thôi, cho người thân chúng ta thôi. Còn khi mà chúng ta có một cái kênh nó tương tác rất là tốt như là kênh TikTok ấy, thì các bạn nếu mà chỉ cần một cái video của bạn lên hot thôi, về cái chủ đề mà bạn mạnh ấy, thì bạn có thể chia sẻ được cho hàng triệu người có thể xem được cái video của bạn nhé. Đó là khai thác và phát triển cái tiềm năng cá nhân bên trong mỗi con người. Tiếp theo, cái lợi ích thứ hai các bạn khi mà các bạn xây được kênh TikTok ấy, đó là các bạn làm cái thương hiệu cá nhân của mình cực kỳ tốt, xây thương hiệu cá nhân của mình cực kỳ tốt. Hầu như tất cả anh chị em ở đây đều biết đến Elon Musk đúng không ạ? Khi mà Elon Musk làm ra bây giờ là tỷ phú số 1 thế giới rồi, số 1, số 2 thế giới, và ông ấy thì bán hàng rất là tốt đúng không ạ? Phát triển sản phẩm rất là tốt. Nhưng mà ông ấy xây dựng được cái thương hiệu cá nhân của ông ấy cực kỳ tốt. Và cái kênh Twitter của ông ấy thì khoảng độ là hơn 100 triệu người follow. Và tôi nghe nói rằng là ông ấy gần như là ông không cần những phòng marketing hay truyền thông của công ty ông ấy. Tại vì là cái thương hiệu của ông ấy quá nổi tiếng rồi. Và không cần thêm truyền thông hay là marketing nào đẩy thêm cho ông ấy nữa. Và theo cái thông tin mới nhất mà tôi mới xem trên thời sự ấy, thì ông ấy đang vui vui một cái lọ nước hoa lên thôi thì ngay một lập tức là bán hết được 10.000 lọ nước hoa. Và anh chị em thấy rằng là khi mình có thương hiệu cá nhân rất là lớn ấy, thì người ta sẽ chắc chắn là người ta rất là tin tưởng mình. Ngoài cái việc tin tưởng mình thì mình còn làm được rất nhiều thứ để có thể kiếm được ra tiền từ cái thương hiệu đấy, nó giúp cho công việc của mình cũng dễ dàng hơn, nhiều người biết đến mình hơn, mình nổi tiếng hơn, và mình kinh doanh cái sản phẩm dịch vụ gì thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn và mình có thể kiếm được tiền ở trên cái thương hiệu của mình. Tiếp theo nữa là cái thứ ba là khi mình xây dựng được kênh TikTok của mình tốt, có hàng trăm nghìn người follow, hàng triệu người follow, những cái video của mình thì cũng có hàng triệu người xem ấy, thì sao thì mình tiết kiệm được rất là nhiều cái chi phí quảng cáo anh chị em ạ. Anh chị em biết rằng là bây giờ chúng ta ví dụ chúng ta quảng cáo trên YouTube, chúng ta quảng cáo ở trên Facebook, chúng ta quảng cáo ở rất nhiều kênh, và chi phí quảng cáo thì thường là nó chiếm là một chi phí khá lớn ở trong công ty hay là cho cá nhân của mỗi người. Thường nếu mà tốt ấy, thì nó cũng chiếm khoảng độ 15 cho đến 20% doanh thu, và nếu mà chạy quảng cáo mà bị đắt ấy, thì có thể chiếm đến 30 40% doanh thu. Và khi mà chúng tôi riêng cái công ty chúng tôi xây dựng được kênh TikTok thì chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều chi phí quảng cáo, gần như là cái chi phí quảng cáo của chúng tôi giảm đi khoảng độ một nửa hay là giảm đến tận 3/4. Tức là bình thường một tháng tôi có thể là chi là 400 triệu hạn, thì hiện tại tôi chỉ cần phải chi là 200 triệu, hoặc là tôi chỉ cần chi là khoảng độ 100 150 triệu thì hiệu quả còn cao hơn cái lúc mà tôi chi là 400 triệu. Thì khi cái thương hiệu cá nhân hay thương hiệu công ty của bạn làm được trên kênh TikTok nó rất là tốt rồi thì bạn lại tiết kiệm được cả chi phí quảng cáo nữa nhá. Tiếp đến cái bước thứ cái lợi ích thứ tư, tiếp theo là cái lợi ích thứ tư của cái việc là bạn xây được kênh TikTok, đó là hoàn toàn bạn có thể kiếm được tiền, tăng thêm thu nhập từ kênh TikTok. Và thực ra nó cũng rất là đơn giản thôi, ngồi nhà mình có thể làm được mà. Có một cái điện thoại di động và cũng có thể làm được ở trên cái điện thoại di động. Vậy thì mình có thể kiếm tiền bằng cách nào nếu mà cái kênh TikTok của mình đã xây được tốt? Thứ nhất là khi bạn xây kênh TikTok tốt thì bây giờ là có TikTok Shop rồi, bạn có thể đăng những sản phẩm lên, hoặc là bạn có thể bán những cái sản phẩm affiliate, là mình làm những cái nội dung video tốt, kênh của mình tốt là mình cũng có thể bán được những cái sản phẩm đấy và mình kiếm được tiền. Cái thứ hai là khi kênh mình tốt, mình lên live stream cũng có nhiều người xem hơn và mình cũng có thể bán được rất là tốt cái việc bán hàng ở trên đấy. Cái tiếp theo là khi bạn nổi tiếng ấy, thì bạn có thể trở thành KOL và không chỉ là bán sản phẩm cho mình, mà kể cả là khi bạn nổi tiếng rồi thì những cái nhãn hàng, những cái đơn vị, những cái dịch vụ người ta có thể book mình để mình quảng bá những cái sản phẩm dịch vụ của họ, thì mình lại có thể kiếm được tiền bằng cách là mình trở thành KOL. Tiếp theo nữa là ngoài cái việc bán hàng trên TikTok Shop ấy,
Thì khi mà các bạn xây dựng được một cái rất rất nhiều video, nhiều triệu lượt xem, rồi là tương tác lớn, rồi kênh của bạn tốt ấy, thì bạn hình thành được thương hiệu cá nhân rất là tốt. Và thương hiệu rất là tốt rồi, vừa là truyền thông được và vừa là marketing được, thì các bạn thấy rằng là rất đơn giản, là bạn chỉ cần để cái link bio ở trên cái kênh TikTok của bạn thôi, thì bạn đang bán sản phẩm gì, bán cái dịch vụ gì, thì người ta cũng sẽ quan tâm, người ta cũng lại vào mua hàng, mua sản phẩm của bạn, chứ không chỉ là bạn bán ở trên TikTok shop không. Đó là rất rất nhiều những cái lợi ích mà kênh TikTok có thể đem lại cho bạn nếu mà bạn xây được kênh tốt. Và khi mà các bạn xây kênh ấy, thì có rất nhiều bạn bảo là em cũng có một số khả năng và em cũng có thể là thấy rằng như vậy là tốt, những cái đó có thể giúp được cho người khác, nhưng mà em xây kênh TikTok thì em lại thấy nó chưa lên. Vậy thì làm thế nào nó có thể lên kênh TikTok của bạn, thì đó là tôi sẽ chia sẻ trong những phần video tiếp theo nếu bạn nhé.